Công ty cổ phần BMC Việt Nam cần tuyển gấp 3 tài xế lái xe giao hàng có bằng B2. Mô tả công việc: lái xe tải giao hàng trong các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng, miền Đông, miền Tây Nam Bộ như Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang. Hàng hóa bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và các linh kiện máy nông nghiệp. Lái xe bán tải chở nhân viên đi công tác mở thị trường từ 7 đến 10 ngày mỗi chuyến. Yêu cầu công việc: nam, có sức khỏe tốt, không yêu cầu trình độ, có bằng lái xe B2 trở lên, có khả năng đi giao hàng độc lập, không có phụ xe, chịu khó, chịu được áp lực công việc tốt, nhanh nhẹn, ưu tiên các ứng viên có nhiều hơn 3 năm kinh nghiệm lái xe. Quyền lợi được hưởng: mức lương dao động từ 8 đến 12 triệu đồng mỗi tháng, được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Được nâng lương 1 năm một lần. Nhân viên có thành tích tốt sẽ nhận được mức lương thỏa đáng với kết quả của công việc. Thưởng cuối vụ 2 vụ mỗi năm, thưởng lễ Tết lương tháng 13, tặng quà sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, ma chay, hiếu hỉ, du lịch một lần mỗi năm. Ngoài ra, công ty sẽ luôn tạo điều kiện và cử đi tham gia các khóa đào tạo nhằm giúp nâng cao năng lực, kỹ năng. Yêu cầu hồ sơ bao gồm một bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh, thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ, công ty cổ phần BMC Việt Nam, địa chỉ Lô MB1, 2, đường số 5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, Hạnh Phúc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Email liên hệ envy.hcns@bmcgroup.com.vn. Số điện thoại liên hệ 0272 377 7861, gặp chị Dung, ngay hết hàng nộp hồ sơ ngày 30 tháng 6 năm 2018.